Hello, xin chào YouTube, chúng ta đang đến với Minecraft Bạc Khu. Cái map tên gì vậy, Henry? Sống đọc đi. Across the forest. Như là across biome, cross biome gì vậy? Cứ thế đi. Phải. Okay. À đúng rồi, Cross Biome Bạc Khu. Okay. Chào mừng các bạn đến Cross Biome. Bạc Khu, Thiết Bạc Khu. Ôi, mù. Nó dài và khá là nhiều thử thách. Wow. Kỹ năng của bạn sẽ được thử thách. Các bạn cần thêm, các bạn có thể là rèn luyện thêm thử thách của mình. Lẹ đi. Ủa, có phải quýnh mót nữa chứ. Lẹ đi, khách đợi. Rồi, bình tĩnh. Nó đang đợi. Nó mở cái đọc rồi. Thế checkpoint control block. Checkpoint this map recommend. Coming for you with five full. What the fuck, five full? Mà nó cái sai five full. Mà thôi kệ đi bê. Cái này chỉ là recommend thôi. Ừ hơn. Lẹ đi, người ta đã kìa. Ok rồi. Em cũng không thích mấy cái resort pack lắm. Game mod đã bị ra khỏi. Wow. So beautiful. Biếu dễ sợ. Áo. Sợ xem chút. Ghê vãi. Oh shit. Anh ơi em té rồi. Bye bye. Wait for me. Vậy ai tới đích trước rồi thắng. Ok. Hiện tại là định làm The Lost Potato. Ai định? The Lost Potato. Chơi kiểu giống như là Herobrine Mansion kiểu đó. Nhưng mà Nigel nó... Ở đó là Adventure Map đó ông ơi. Ừ, gãn vậy. Mà Nigel giờ nó cứ liên minh. Hạn nó hôm nay là làm The Lost Potato rồi nhưng mà nó vẫn liên minh. Thì mình xong rồi tới cái tới lúc mà làm video nó đi học gánh nợ rồi. Đây khu to cave over there just don't fall. Ok. Ê Henry, em thôi. Em làm gì đấy? Tại sao biết bài thế? Biết là bài gì chỗ cũ thôi. Ê không dạ. Được không à, không được. Nốt chỗ cũ. Chicken, I found chicken. Fly chicken. Xuống đây nè. Ok, giờ chúng ta đến Normal World Cup. 1, 2, 3. Yeah. Lắm rồi. Mà đây cũng là first video trên channel mới. À, sắp chết rồi. Trên trời có nước không? Có nước không? Không. Có không? Teleport rồi. À. Tôi cần nước chứ tôi không cần băng. À. Chết rồi. Phải đi lại đó. Cái mother fuck. Spam point này mà. Ừ, spam point nhưng mà phải đi lại một khúc không nhỏ. Ồ, bị cháy nữa. Cố lên, thôi chết nữa rồi. 3, 2, 1. Fuck you, Henry. What? What the fuck? Ui. What? Henry anh em hãy Chance Potter. Ui, zombie. Zom kìa. Henry cứu em. Yes sir. I will never save you. Die you little pig. Ui, sắp chết. Chết chắc luôn. Teleport. I believe I can jump. I believe I can jump out the sky. And then... I believe I can fly away. What the fuck? À! Thế là... Nói rồi, xài kiểu kia đi cho nó đỡ tốn thời gian, không chịu. Nụp. Chỉ là... Fly đó là chỉ được phép sử dụng chỉ là quay lại cái bước cũ mà nhảy lên bước mới chứ không. Nhiều người nói là như thế là phạm luật đấy. Không phạm luật là chúng ta chỉ có thể What? Có thể ạ. Dạ. Nó block rồi. I believe I can fly. Nó là chỉ có thể tự nhiên. Ôi, cái spam point này nãy giờ hả? Ôi, spam point trời ơi, nãy giờ mình không đạt. Làm nãy giờ đi lại cái chục đường chỗ này. Nó hơi quá vô. Mùi
À. Ở trên đây nhìn ảo à, may mình nếu như làm Phật kìa, không may. Cái gì vậy? Chỗ đó có nút spear á, cái chỗ spear lên đây nhìn ảo á, thiệt là đáng mất đáng lòng. nói cho mất công bị chửi bị đọc. Em có đường ngọt lòng là anh ăn không? Chọn nữa kì. Mày ui phà. À em hiểu bí quyết rồi. Ok ok chạy chạy nhảy nhảy liên tục là được gì. Không có đà. Bụp. Đắng lòng quá đi mà má nó. Henry cứu em. Cứu gì? Bắt cứu. Bắt cứu. No no. Bắt. À à. Sao mấy cái mày nó ảo rồi. Có mày hả? Mày rồi hay đâu đó hay mày gì đâu. Em mở mày, em mở chế độ của mày. Ừ. Yes. La la. Fuck. Bị gì? Left 4 Dead em được download. Download này mà là Henry theo em thấy thì trong tất cả Outlast nữa. Left 4 Dead rồi Minecraft. Cái video mỗi lần mà em làm video mỗi lần em làm video Minecraft mà lúc nào view của Minecraft cũng nhiều hơn. Nói thiệt, view của Minecraft lúc nào cũng nhiều hơn. Thì nói gì mấy kiểu. Oh, I survive. À, yeah, tới rồi. I will survive. Wow. Survive. Checkpoint. Survive. Trời ơi. Ủa, chắc ông bay bay ra đây luôn rồi. Fuck. Hơi bị loạn. Thôi. Ta fuck. Như nước lắc dữ. 50 FPS. Henry anh chơi nói trò Battlefield 4 không? Máy anh. Chắc nổi. Nói à. Thì máy em cũng chơi đâu có nổi đâu. Tưởng đâu trên kia nó nói là chơi nổi, mua về lắc chết bà. Nhiêu? 800 mua premium á, chơi online. Tưởng đâu mua về lắc chết bà luôn, tốn tiền thì đau lòng. Thời này không có đau lòng, thời này là đắng đắng mồm. Ôi em đói rồi. Đói rồi anh ơi. Yeah. Sweet. So sweet. Này, nó có cái kia khó chịu. Có cái what? Say me. Say you. Bớt đi. À. Thay cho được thật luôn nha. Rồi không xài header nữa mà cũng lắc luôn. Rồi không xài header lại lắc kìa vậy. What the fuck Nemo. Thôi bớt. Yes Nemo. Nemo. À. Giờ cái chỗ này phải làm thế nào đây, chỗ này nó nhảy khó quá. Em đã nhảy qua rồi, khoảng cách này thì rất khó mà thắng được. Cũng có thể nói là không thể. Ủa đây là nhảy bên đây mà em nhảy bên kia. Ôi má nó, bây giờ mới ngỡ nhận ra. Đây. Bây giờ tập Nemo ta đã Henry coi nào Henry. Swim Nemo, swim. Hiểu không? Henry. Swim Nemo, swim to the ocean. Swim. What the fuck? Why you don't swim?
chứ bất bất hùng này. Yes. Ok, khúc này là nhảy không được thôi. Ôi lo. Thấy chưa? Wow, you so cheap. Ủa, có phải sao đi nữa? Yeah, win. Vậy mà dám nói người ta ha. Yeah, thôi đập. Tới chỗ rồi mới đập hả? Chưa, em chưa tới đích mà. Em chưa bấm mà ok. Câu vợ vãi liền. Chẳng lẽ là cái này làm chứ em Nigel. Mà Nigel dân này nó cứ liên minh. Bực bội vãi. Thật ra là cái này ta gọi là bể kèo. Bể kèo gì mà. Có vẻ là chúng ta sắp phải tạm biệt Nigel rồi. Nó đi theo nghề liên minh rồi. Liên anh em chán quá. Mà anh em liên minh thông minh. Anh em dành một dành 10 giây tưởng niệm Nigel. Hết. What the fuck? Con ngày hôm nay ngày mấy nhỉ? Hôm nay ngày mấy? Hôm nay ngày mấy quên rồi. Hôm nay ngày mấy? Henry hôm nay ngày mấy? Hôm nay ngày mấy thế hả? Không biết. Đi đại đi. Có lẽ em nhớ rồi đó. Hôm nay 14. Ờ yes, xong. Tháng 9 sẽ có một ngày rất là bá đạo. Có cái chỗ nhảy nãy giờ nhảy không qua nha. Nói gì vậy? This one is not easy to defend. Có tiền rồi. Tiền nhá. Đâu rồi? Chịu hết nổi. Xong, Henry, em đã tại một mãi hôm nay rồi. Không sao, chơi sao tiếp. Sao không tạo chính mình thì mà tạo cho người ta. Em chưa chết. Em vẫn còn rừng rừng để làm video cho anh em. Heo. Read the question then hit the button. Henry, help me. Còn biết em sẽ đọc và trả lời bằng cái nút đó. Đi, đi. Ơi, nó nói, ở gì vậy, nó nói gì vậy? Henry, làm ơn, cứu, trời ơi, anh ơi, cứu em. Đâu, em biết câu trả lời. Trời ơi, nó nói gì vậy? Dạ, dạ, đừng, khác. Đừng, tư. Henry, phải anh. Question. Which video game better map my action? Có vẻ là Call of Duty. Em đúng rồi nè. Thì đúng là, đúng rồi, mới có một bạn đó, nó cũng có chơi. Call of Duty là em ghiền lắm đấy. Mà Black Ops thì em đau lắm. Download. Around if you see a beacon, you must check out. Star thì có vẻ follow the blood, follow màu đỏ, follow the red, đi theo màu đỏ. Cho trời sáng sáng chút. Trời tối mới đẹp. Tối. Follow the blood thì sẽ. Nè, này giống như ở trong Outlast ấy, follow the blood. Follow the blood thì sẽ nó chỉ quần đó mà cái gì em đi em chẳng thấy cái liều gì hết.
Thật sự là bên đây nè. À thấy rồi nè, thấy rồi, thấy rồi. Tấm chỉ bên kia. Trời ơi, nó bắt em đi vòng à. Are you fucking kidding me? Trong rừng này nếu em sử dụng theo cái tầm nhìn cái này đi con nằm bỏ tuốt bển xa bển. Ừ. Ủa thật sự thì mình nên đi đâu vậy? Đi theo follow the singer. Giống chị nó chỉ mình đi đâu mình đi đó. Đừng nói cho họ nó chôn mình, nó nói mình đi vòng vòng nha. Mà nó giờ làm được bao nhiêu phút rồi? Ờ cỡ 15 phút. 15 phút hoặc hơn. Phòng bàn này chỉ đi vòng vòng là sao vậy? Ôi tới 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 rồi yeah, tới rồi tới rồi. Tới rồi. Tới cái gì mà ôi trời trời tưởng gì này màu đỏ, tưởng gì kìa. Tưởng gì redstone nhá, thì ra là cái nấm này. Sao đen vậy? Bỏ đi qua đây là chỗ nào nhỉ? Ức chế, ức chế. Ức chế. Ức chế lắm rồi. Đường đâu? Đường là chỗ liều nào? Thấy rồi, bên kia kìa. Cứ lơ cứ tơ. Em đi thẳng qua không thấy gì hết á. Đúng rồi. Wow. Ừ. Rehab me, ô tới hả? Sao lắc quá ta? Rừng nó lắc vậy. À, à đúng rồi, có núi. Có núi nào bây giờ. Right. Yeah, tới. Ơi ơi. Đây mà. Mob tên thao hit lớp. Phải quýnh mấy con này á, mình không vũ khí nè. Ở đâu. À. Khăn cục quýnh bằng niềm tin. Không quýnh bằng cây đuốc. Thông á. Thông. Thông. Ui, nhìn tao, nhìn. À, mày, nhìn. Rồi. Thông át nó, thông nát át nó. Nemo, Nemo sức chiêu, Nemo sức chiêu, Nemo. Nemo. Nemo sức chiêu, Nemo sức chiêu, Nemo sức chiêu. Mẹ xem mà, Nemo ghê vãi. Mày. Mày nhìn. Quăng cái chổng đi, quăng lên. Chạy. Yeah. Xong. Chết thôi. Rồi, we end episode 1 here. À, tại mình YouTube, mình YouTube đã xem. I love you Henry, like a friend. Nó là gay. Nemo. Ni, Nemo. N E M O. Nemo. Bye bye YouTube. Fan. Xong rồi lại à. 15 phút rồi á. Tính làm vậy cái. Làm sao vậy? Ý là anh làm thế này á hả? Hello, xin chào YouTube, chúng ta đang đến với Minecraft Parkour. Cái map tên gì vậy Henry? Sống đọc đi. Across the forest. Như là across biome, cross biome gì á? Ừ, ok. Cứ nhớ đi. Phải. Ok. À đúng rồi, Cross Biome Parkour. Ok. Chào mừng các bạn đến Cross Biome Biome nhưng mà Biome nè. Parkour, Thiết Parkour. Ôi, mù. Nó dài và khá là nhiều thử thách. Wow. Kỹ năng của bạn sẽ được thử thách. Các bạn cần thêm, các bạn có thể là rèn luyện thêm thử thách của mình. Lẹ đi. Ủa, có phải quýnh mót nữa chứ. Lẹ đi, khách đợi. Rồi, 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 bình tĩnh. Nó đang đợi kìa, nó mực cái đọc rồi. Ok, checkpoint control block. Checkpoint, this motherfucker coming. They're coming for you with Fyfun. What the fuck, Fyfun? Mà nó cái sai Fyfun. Mà thôi kệ đi, bê. Cái này chỉ là recommend thôi. Ừ, hơn. Lẹ đi, người ta đã kìa. Ok, 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 rồi. Em cũng không thích mấy cái resort pack lắm. Game mod đã bị ra khỏi. Wow, so beautiful. Biếu dễ sợ. Sợ xem chút, ghê vãi. Ôi oh shit. Anh ơi em té rồi. Bye bye. Wait for me, wait for me, wait for me. Vậy ai tới đứt trước rồi thắng. Ok. Hiện tại là định làm The Lost Potato. Ai định? The Lost Potato. Chơi kiểu như là Herobrine Mansion.
kiểu đó. Nhưng mà Nigel nó... Ở đó là Adventure Map đó ông ơi. Ừ, gãng vậy. Mà Nigel giờ nó cứ liên minh. Hạng nó hôm nay là làm The Lost Potato rồi, nhưng mà nó vẫn liên minh. Liên minh xong rồi, tới lúc mà làm video nó đi học. Gánh nợ. Đây. Cool to keep over there, just don't fall. Ok. Ê Henry, em. Rồi. Em, làm gì đấy? Tại sao biết bài thế? Biết là bài gì chỗ cổ thôi. Ê không à. Được, không. Không à, không nope. Được. Nốt. Nốt. Nốt vô cũ. Chicken. I found chicken. Fly chicken. Xuống đây nè. Ok, giờ chúng ta đến Normal World Cup. 1, 2, 3. Yeah. Lắm rồi. Mà đây cũng là first video trên channel mới. À, sắp chết rồi. Chạy chạy có nước không? Có nước không? Nước không? Không. Có không? Teleport rồi. À. Tôi cần nước chứ tôi không cần băng. À. Chết rồi. Phải đi lại đó. Cái motherfuck. Spam point này mà. Ừ, spam point nhưng mà phải đi lại một khúc không nhỏ. Ồ, bị cháy nữa. Cố lên, thôi chết nữa rồi. 3, 2, 1. Fuck you, Henry. What? What the fuck? Ui. What? Henry, anh em hãy Chance Potter. Ui, zombie. Zom kìa. Henry, cứu em. Yes sir. I will never save you. Die, you little pig. Ui, sắp chết. Chết chắc luôn. Teleport. I believe I can jump. I believe I can jump out the sky. And then... I believe I can fly away. What the fuck? À. Thế là... Nói rồi, phải kiểu kia đi cho nó đỡ. Cho nó đỡ tốn thời gian, không chịu. Nụp. Chỉ là... Fly đó là chỉ được phép sử dụng, chỉ là quay lại cái bước cũ mà nhảy lên bước mới chứ không. Nhiều người nói là như thế là phạm luật, phạm luật đấy. Không phạm luật, không phạm luật ở chúng ta thì có thể What? Có thể ạ. Dạ. Nó block rồi. I believe I can fly. Nó là chỉ có thể tự nhiên. Ôi, cái spam point này nãy giờ hả? Ôi, spam point trời ơi, nãy giờ mình không đạt. Làm nãy giờ đi lại cái chục đường chỗ này. Nó hơi quá vô. Mùi. À. Ở trên này nhìn ảo à. May à. Mình nếu như làm Phật à. Có may. Cái gì vậy? Chỗ đó có nút speed á. Cái chỗ speed á. Lên đây nhìn ảo á. Thiệt là đáng. Đáng lòng. Nói cho mất công bị chửi gì đâu. Em có đường ngọt lòng là anh ăn không? U, chọn nữa. Kì. Mày, ui phà. À em hiểu bí quyết rồi, ok. Ok. Chạy những nhảy liên tục là được gì? Không có đà. À, bực. Đắng lòng quá đi, mà má nó. Henry, cứu em. Cứu gì? Bắt cứu. Bắt cứu, no. Bắt, à. Sao mấy cái mày nó ảo rồi. Có mày hả? Mày rồi, hay đâu, đó hay mày gì rồi. Em mở mày, em mở chế độ có mày. Ừ. Ờ hả. Yes. La. Fuck us. Bị gì? Left 4 Dead em được download. Download này. Mà là Henry theo em thấy thì trong tất cả Outlast nữa. Left 4 Dead rồi Minecraft. Cái video mỗi lần mà em làm video
Mỗi lần em làm video Minecraft mà lúc nào view của Minecraft cũng nhiều hơn. Ơ thiệt, view của Minecraft lúc nào cũng nhiều hơn. Thì nói như mấy kiểu I survive. Yeah, tới rồi. I will survive. Wow. Survive. Checkpoint. Survive. Trời ơi. Ủa, checkpoint ông bay, bay ra đây luôn rồi. Oh fuck. Hơi bị loạn. Tới. Trời, fuck. Như nước lắc dữ. 50 FPS. Henry anh chơi nói trò Battlefield 4 không? Máy anh á. Chắc nổi. Nổi à? Thì là máy em cũng chơi đâu có nổi đâu. Tưởng đâu trên kia nó nói là chơi nổi. Mua về lắc chết bà. Nhiều. 800. Mua premium á. Chơi online. Tưởng đâu mua về lắc chết bà luôn, tốn tiền thì đau lòng. Này, thời này không có đau lòng, thời này là đắng đắng mồm. Ôi em đói rồi. Đói rồi anh ơi. Stick. Yeah. Sweet. So sweet. Nó có cái kia khó chịu. Có cái what? Say me, say you. Bớt đi. À. Khai cho được thật luôn nha. Rồi không xài header nữa mà lắc quá. Rồi không xài header lại lắc kìa vậy. What the fuck, Nemo? Thôi bớt. Yes, Nemo. À. Giờ cái chỗ này phải làm thế nào đây? Chỗ này nó nhảy khó quá. Em đã nhảy qua rồi. Khoảng cách này thì rất khó mà thắng được. Cũng có thể nói là không thể. Ủa, đây là nhảy bên đây mà em nhảy bên kia. Ôi má nó. Bây giờ mới ngỡ nhận ra. Đây. Nemo. Henry coi nào Henry. Swim Nemo, swim. Được. Henry. Swim Nemo, swim to the ocean. Swim. What the fuck? Why you don't swim? Chứ bất hùng luôn. Ok. Yes. Ok, khúc này là nhảy không được thôi. Ôi lo. Thấy chưa? Wow, you so cheap. Ủa, có phải sao đi nữa? Yeah, win. Vậy mà dám nói người ta ha. Yeah, thôi đập. Tới chỗ rồi mới đập hả? Chưa, em chưa tới đích mà. Em chưa bấm mà ok. Ok. Câu vợ vãi liền. Chẳng lẽ là cái này làm chứ em Nigel. Mà Nigel dân này nó cứ liên minh. Bực bội vãi. Thật ra là cái này ta gọi là bể kèo. Bể kèo gì mà. Có vẻ là chúng ta sắp phải tạm biệt Nigel rồi. Nó đi theo nghề liên minh rồi. Anh em dành 10 giây tưởng niệm Nigel. Hết.
What the fuck? Ê! Để chú con ngày hôm nay ngày mấy nhỉ? Hôm nay ngày mấy? Hôm nay ngày mấy quên rồi. Hôm nay ngày mấy? Henry, hôm nay ngày mấy? Hôm nay ngày mấy thế hả? Không biết. Ghi đại đi. Có lẽ em nhớ rồi đó. Hôm nay 14. Ờ dạ, xong. Tháng 9 sẽ có một ngày rất là bá đạo. Có cái chỗ nhảy lấy nhảy hôm qua nha. Nói gì? This one is not easy but it comes. Có tiền rồi. Tiền nhá. Đâu rồi? Chịu hết nổi. Xong, Henry, em đã tại một mãi hôm nay rồi. Không sao chơi tiếp, tiếp. Sao không tạo chính mình thì mà tạo cho người ta? Em chưa chết. Em vẫn còn rừng rừng đây để làm video cho anh em. Heo. Read the question then hit the button. Henry, help me. Cần biết em sẽ đọc và trả lời bằng cái nút đó. Đi ơi. Đi. Ơ nó nói ở gì vậy? Nó nói gì vậy? Henry làm ơn cứu, trời ơi anh ơi cứu em. Đâu em biết câu trả lời. Trời ơi nó nói gì vậy? Đừng, đừng, đừng. Henry, phải anh. Question. Question. Which video game better maximization? Có vẻ là Call of Duty. Em đúng rồi nè. Thì đúng là đúng rồi, mới có một bạn đó, nó cũng có chơi. Call of Duty là em ghiền lắm đấy. Mà Black Ops thì em đau em đang download. Around if you see a beacon, you must check out. Ta thì có vẻ follow the blood, follow màu đỏ, follow the red, đi theo màu đỏ cho trời sáng sáng chút, trời tối mới đẹp tối. Follow the blood thì sẽ